Tôi phải bỏ cái mặt nạ này ra, mà kiểu tôi không bỏ theo kiểu là bỏ ra sau đó kiểu đi rửa mặt các thứ được đâu nhá các bác nhá, mà kiểu tôi xong tôi vứt xuống gầm giường, xong tôi kiểu chào các bác, tôi là Linh đây, và ngày hôm nay chúng ta đã có một clip mới. Và clip ngày hôm nay là clip test một cái mặt nạ, và chúng ta sẽ đắp nó trong vòng 4 tiếng và sẽ xem là hiệu quả mặt nạ như thế nào nhé. Tôi có xem được một cái ảnh của hãng là cái hình đấy, tôi không biết tiếng Hàn nhưng mà tôi nhìn thấy cái hình thì tôi nghĩ là nó sẽ đắp trong vòng 4 tiếng là hợp nhất, tốt nhất. Thế nên là chúng ta sẽ đắp trong vòng 4 tiếng nhé. Và sau khi mà tôi đã vừa đi rửa mặt xong ấy, thì bây giờ tôi sẽ xịt khoáng bằng xịt khoáng của Mario để cho da nó kiểu được mềm hơn và nó thẩm thấu tinh chất tốt hơn nhá. À, phải kiểu hứng xương để cho nó không bị rơi mất. Giờ thì mình sẽ bóc nó ra và kiểu vừa đắp vừa buôn về cái mặt nạ này nhá. Mình đã đắp xong miếng đầu tiên lên mặt rồi. Tôi không thể tin được là trong cái lần mà tôi làm video và bóc một cái mặt nạ ra cho các bác thì nó lại bị rách ở đây. Mình có một cái miếng dán lên mắt, tôi sẽ dán vào đây. Thế là chúng ta sẽ có một miếng ở bên dưới nữa. Cái miếng này. Vẫn còn hai miếng. Tôi sẽ đắp thử một miếng lên cổ. Sẽ đắp một miếng lên đây. Miếng còn lại tôi sẽ đắp vào đây. Đấy. Hy vọng là lát nữa nó sẽ kiểu cũng được dưỡng ẩm. Bây giờ là 13 giờ 20 phút và tôi sẽ đắp đến cái này là đến 13 cộng 4 17 giờ 20 phút. Và chúng ta sẽ bắt đầu nói về mặt nạ này. Thì đầu tiên ấy, cái mặt nạ này là của hãng Dermomatrix. Cả cái hãng này ấy, người ta chỉ có nghiên cứu để sản xuất ra đúng cái mặt nạ này thôi. Tức là kiểu các cái nhà khoa học, các cái nhà nghiên cứu của cái công ty này, người ta rất là tâm huyết với mặt nạ này. Đầu tiên là tôi sẽ đọc cho các bác nghe những cái hướng dẫn sử dụng ở đây để các bác có thể biết là cái gì mình hợp và cái gì không hợp để mình tránh nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ không sử dụng lên các cái vùng da bị mụn này, bị tổn thương này, cũng như là bị cháy nắng. Tiếp theo, nếu mà chúng ta bị dị ứng với cả những cái chất liệu về băng bó ấy, và mặt nạ kiểu lột thì chúng ta không nên sử dụng cái mặt nạ này. Tiếp theo là nếu mà da chúng ta trong quá trình sử dụng mà bị đỏ lên hoặc là bị mẩn ngứa thì chúng ta cũng sẽ không sử dụng cái này. Tiếp theo là nói về cái chất liệu của cái mặt nạ này thì nó là mặt nạ Biogel Mask. Thì khi mà tôi đọc ở trên mạng về cái chất liệu này thì có rất là ít những cái thông tin về cái chất liệu này. Thì qua những cái mà tôi đọc thì tôi có thể biết được là cái mặt nạ này, cái chất liệu này nó sẽ giúp cho chúng ta có hai thứ. Một là nó sẽ đưa cái essence vào da tốt hơn, dưỡng chất vào da tốt hơn. Và cái thứ hai là nó sẽ luôn luôn có cảm giác là trên mặt mình nó rất là mát lạnh. Thì cái này nó sẽ khiến cho mình kiểu có cảm giác là thoải mái và thư giãn hơn. Và tiếp theo là tôi thấy là cái vấn đề của cái mặt nạ này là nó sẽ không dính. Các bạn thấy nó sẽ kiểu cứ cứ trượt trượt đấy, đấy, đấy. Chúng ta đã hết 30 phút đầu tiên. Và ok, tôi sẽ đeo lại. Tôi nghĩ là phải thêm một thời gian nữa nó mới mỏng đi rồi. Hay là mặt tôi có vấn đề nhỉ? Tôi đã nghĩ một cách thông minh hơn, đấy là tôi sẽ đè cái này xuống dưới và cho cái miếng này lên trên. Tại sao mình không nghĩ ra nhỉ? Tiếp theo là về thành phần ở trong mặt nạ thì nó có collagen extract là 8% và hydrolyzed collagen là 0,1%. Thì thực sự là tôi đã đọc một số cái nghiên cứu về collagen thì tôi thấy là kiểu collagen nó sẽ có nguồn gốc từ động vật là chính, và nó sẽ lấy từ động vật, một là động vật ở trên bờ là như kiểu con bò ấy, hoặc hai là động vật ở dưới biển như kiểu là cá. Cái gì sót thế? Sót quá, sót quá. Thực sự là tôi có đọc được một số cái bài nghiên cứu về collagen nhưng cũng rất là ít, và đa số nó là nằm trong cái dạng supplement, là dạng uống chứ không phải là cái dạng đắp mặt nạ này. Và người ta nói là cái collagen này nó là những cái phân tử rất là nhỏ, vì vậy mà khi mà mình đắp này này thì gần như là nó sẽ kiểu không thấm vào da được ấy. Chỉ có hydrolyzed collagen mà trong này nó có là hình như là 1% thì phải, là có khả năng kiểu có thể thẩm thấu vào da được. Và tuy nhiên là cái nghiên cứu về hydrolyzed collagen mà tôi đọc được ấy thì nó lại không phải là dạng dạng đắp mà nó lại là dạng uống.
Thì tức là nó có một cái nghiên cứu là cho hơn 100 người phụ nữ và độ tuổi từ 40 đến 65 sau 12 tuần sử dụng cái hydrolyzed collagen trong dạng uống với cái hàm lượng là 10 gram ấy, thì người ta nhận thấy là tất cả những cái người phụ nữ tham gia cái nghiên cứu này thì đều có cái mật độ collagen tăng lên ở trong da với cái mức là khoảng 8,85%, và cái nghiên cứu đấy là hydrolyzed collagen. Nhưng mà là dạng uống nhé, không phải là dạng bôi. Thế nên là tôi thực sự là không biết là cái dạng kiểu đắp đắp bôi bôi này thì nó có thực sự là hiệu quả hay không. Tuy nhiên là tôi kể với các bác câu chuyện đấy là để thấy là ở trong này nó có hydrolyzed collagen thì nó sẽ khiến cho bản thân mình cảm thấy là an tâm hơn một chút, kiểu cái số tiền mình bỏ ra nó xứng đáng hơn một chút. Tiếp theo là trong cái này nó có một cái chất rất là hay, đấy là chondrus crispus. Cái chất này là chiết xuất táo đỏ và nó sẽ giúp cho chúng ta là bảo vệ da khỏi ánh sáng xanh, tức là cái ánh sáng xấu xa kinh khủng khiếp ở trên điện thoại mà chúng ta ngày nào cũng nhìn thấy ấy. Đấy. Tiếp theo là ở trong này thì có argan oil, thì argan oil giúp cho chúng ta là giảm tiết dầu nhờn rất là tốt, nó cũng là một chất chống viêm. Tuy nhiên là tôi thấy là không phải ai cũng hợp với cả argan oil, thế nên là nếu mà bác nào không hợp thì nên cẩn trọng, tại vì cái hàm lượng argan oil ở trong này nó gần đầu luôn. Và cuối cùng ở trong này thì nó có hương liệu, nhưng mà hương liệu nó nằm ở cuối bảng nên tôi nghĩ là phần trăm của nó cũng không quá cao đâu. Tiếp theo là ở trên web thì nó sẽ có một cái lưu ý về việc là bao nhiêu lâu thì mình sẽ phải đắp cái mask này một lần. Để tôi tìm cho các bác xem. Ủa, như này chắc là chết tiền luôn. Các bác thấy không? Tôi sẽ gắn cái hình ở đây. Nó cho là tức là một tuần mình sẽ phải đắp 4 miếng, tức là cứ cách một ngày thì đắp 1 miếng. Vị chi là một tuần mình sẽ đắp 4 lần. 4 nhân với cả 4 tuần là 16 lần. 16 nhân với cả 100, 1 triệu 6 một tháng. Và bây giờ chúng ta sẽ ngồi chờ để xem là cái mặt nạ này nó sẽ khác biệt như thế nào sau vòng 15 phút nữa là hết một tiếng đầu tiên. Tôi đang xem Virus. Kiểu tôi rất là thích Virus luôn đấy, tại vì anh này kiểu trông cute. Một tiếng đã trôi qua và các bác có thấy nó mỏng đi chút nào không? Đây là một tiếng trôi qua này. Nó vẫn chưa mỏng đi mấy nhở. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ngồi học nhá. Và tôi sẽ ngồi học đây. Bây giờ tôi sẽ ngồi tập viết tiếng Trung để kiểu tôi có thể nhận ra mặt chữ một cách tốt hơn. Vì kiểu như những cái từ mới ấy, mà nếu mà mình không biết thì mình sẽ không thể nào mà nhớ được mặt chữ. Mặc dù là tôi và một người kiểu không viết giỏi, tôi chỉ có thể kiểu gõ chữ trên máy được thôi, chứ tôi kiểu không biết viết nhiều lắm vì tôi kiểu lười học ấy. Nên là kiểu gõ thì thoải mái ok. Thế nên là mỗi khi mà kiểu có gặp những cái từ gì mới thì tôi sẽ lại ngồi kiểu tập viết để cho mình có thể có một cái bộ nhớ nó tốt hơn. Để tôi viết tặng các bác một chữ nhé. Tiếng Trung cái này gọi là vừa ai nhìn mà hẳn tua. Tôi rất là yêu các bác. Chữ hơi xấu các bác thông cảm. He he. Viết lách xong rồi những cái mà tôi cần viết ngày hôm nay. Và mỗi ngày thì tôi sẽ viết khoảng tầm 15 đến 20 chữ. Một tuần thì tôi sẽ lại viết đảo lại. Và bây giờ thì mình sẽ đi ra kia để xem mặt nạ nó đã dính vào mặt như thế nào rồi nhá. Bây giờ là đã xong tiếng thứ 3 rồi. Hết 2 tiếng đầu. Và các bác sẽ thấy là cái mặt nạ của tôi nó bắt đầu chuyển màu khá là rõ. Chỗ này nó đang kiểu thành màu da này này. Mỏng đi rất là nhiều. Những cái chỗ mà nó có thể dính được tốt ấy thì nó mỏng đi trông thấy. Còn những cái chỗ mà nó không kiểu dính được nên là nó không có vẻ gì là nó sẽ mỏng đi cả. Còn cái chỗ miếng này ở đây thì nó đã kiểu hết sứa rồi. Chứng tỏ là ngực mình lão hóa nhanh hơn mặt mình à. Tôi cảm thấy là sau 2 tiếng thì mặt tôi vẫn khá là mát. Và bắt đầu kiểu những cái vùng mà gần mồm này này thì nó bắt đầu săn lại và nó cứng lại. Và mình rất là khó để nói chuyện. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục làm một việc khác. Bây giờ tôi sẽ dành nửa tiếng để xem thị trường. Đây là một cái app của MBS. Nó là cái app để mình có thể sử dụng để kiểu xem được cái sự lên xuống của cổ phiếu Việt Nam. Và ngày hôm nay thì các mã đều đang rất là kiểu rơi xuống vì dịch corona, nên là kiểu tâm lý của các nhà đầu tư rất là bất ổn. Thì có một cái app mà tôi thường dùng để kiểu xem thị trường nói chung, nó là TradingView.
Thì trong này nó sẽ có kiểu chỉ số của Dow Jones này, có chỉ số của Bitcoin, Forex, rồi có một số cái mã kiểu nổi nổi ở Việt Nam mình ấy, ví dụ như là Vinamilk hoặc là của Vingroup. Thì tôi sẽ thường vào những cái mã này và tôi có thể xem được kiểu một cái sơ đồ nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Thì nhìn vào biểu đồ này thì mình có thể kiểu dự đoán được cái xu hướng tiếp theo của thị trường. Thì ở đây nó có những cái lực kiểu bán rất là mạnh ấy, thế nên là tôi nghĩ rằng là kiểu mấy hôm nữa nó sẽ vẫn tiếp tục xuống, hoặc là cái đà của thị trường nó sẽ vẫn kiểu rơi xuống cho đến khoảng tầm tháng 4. Và vừa rồi thì là một bản tin tài chính kinh doanh đến từ tôi. Update sau 2 tiếng thì cái miếng này nó vẫn còn nguyên ở trên cái máy tính. Suy ra là trong máy tính không có collagen nên là không hấp thụ được đâu. Các bác ơi, bây giờ đã gần 4 giờ rồi và cũng đã hết giờ giao dịch luôn. Và tôi buồn ngủ quá đi mất thôi. Kiểu lần trước ấy, các bác nhớ cái lần mà kiểu tôi thử cái này lên story mà kiểu buổi đêm đi ngủ không? Thế xong rồi nửa đêm tôi tỉnh dậy và kiểu mặt tôi nó kiểu bị lạnh ấy. Lạnh toát lên. Vì cái này nó quá lạnh nên tôi kiểu rất là khâm phục ai mà có thể đeo cái này đi ngủ được. Thế xong rồi là tôi đã kiểu mặt cứ như này, như con rồ ấy. Xong rồi tôi phải bỏ cái mặt nạ này ra, mà kiểu tôi không bỏ theo kiểu là bỏ ra sau đó kiểu đi rửa mặt các thứ được đâu nhá các bác nhá. Mà kiểu tôi xong tôi vứt xuống gầm giường, xong tôi kiểu, thế nên là mặc dù bây giờ tôi đang rất là buồn ngủ nhưng mà tôi nghĩ là tôi không thể nào mà ngủ được với cái mặt nạ này trên mặt được. À quên, là hôm nay tôi đã có 5.000 subscriber trên YouTube. Cảm ơn các bác. Nhân cái dịp là tôi được 5.000 subscriber trên YouTube, thì nếu mà bác nào xem đến cái đoạn này là nghe thấy câu keep away này, thì các bác hãy comment xuống bên dưới là cái chủ đề mà bác muốn tôi làm trong cái video tiếp theo là gì. Và nếu mà tôi thích cái chủ đề của bác nào nhất và tôi chọn chủ đề làm video, thì tôi sẽ tặng cho bác ý 4 cái miếng mặt nạ mà tôi đang đeo này với trị giá là 400k. Và đây là sau 3 tiếng đồng hồ thì cái mặt của tôi nó đã được khô hơn một chút nữa rồi. Các bác có thấy những cái phần này nó đã bắt đầu kiểu khô hơn rất nhiều không? Bây giờ thì mặt tôi nó đã kiểu khá là khó cử động và cái mồm tôi nó đã kiểu nói rất là nhỏ rồi ý, tại vì nó không thể nào mà kiểu dạng cái mồm ra để mà nói được nữa. Và chúng ta chỉ còn một tiếng nữa là sẽ kết thúc cái game này. Và bây giờ đã là 16:20. Dạo này tôi đang xem cái phim Trò Đời, là kiểu phim nó trích từ cái phim trích từ cái chuyện Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng, với cả Kỹ Nghệ Lấy Tây cũng của nhà văn Vũ Trọng Phụng luôn. Thì như là một series các cái chuyện của Vũ Trọng Phụng xong rồi là ghép thành cái phim này. Thì tôi cảm thấy là cái phim này là một cái phim cũng rất là đáng xem, một phim Việt Nam. Mà đúng là kiểu cái phim đấy nó có nhiều cảnh bậy rồi đấy. Cũng có thể đấy chính là lý do mà tôi đã xem cái phim đấy. I like that. Ở ngày xưa tôi không ngờ là trong phim kiểu người ta lên giường còn nhanh hơn cả thời bây giờ luôn. Đấy, cứ nói về mấy chuyện 18 cộng thì cái cơ mặt mình nó lại hoạt động nhiều hơn hẳn luôn. Này, khi nào qua thăm cụ tôi, nhớ ghé phòng tôi nhá. Có khối việc cần nhờ đấy. Buồn cười đâu chết rồi. Có khối việc cần nhờ đấy. Nhớ đấy nhá. Em học anh phải đóng hay dã man ấy. Cái anh cũng hiểu giả dối. Sơn tóc đỏ ấy. Tân thời cũng tân thời giả dối. Hủ lậu cũng hủ lậu giả dối. Ở trên cái mặt nạ này thì cũng có một cái đoạn là chúng ta sẽ phải hạn chế xem điện thoại và xem máy tính, xem màn hình ấy. Thì tôi nghĩ là nếu mà ở nhà các bác có điều kiện thì mình sẽ hạn chế việc sử dụng điện thoại, tivi, màn hình. Nhưng mà tại vì kiểu tôi chán lắm. Tại sao lại phải đến vì lời mời? Tôi sẽ kiện ông. Tôi sẽ kiện ông vì tội vu cáo. Hello các bác, mà bây giờ đã là 5:30 rồi, gần 5:30, 5:20. Và đây là sau 4 tiếng như hãng khuyến cáo khuyên dùng, thì cái mặt nạ này nó đã kiểu dính sát vào mặt tôi, trừ một số phần nó không thể nào dính được, ví dụ như cái mũi. Bây giờ thì tôi sẽ tháo cái miếng mask ra để cho các bác xem. Phần trên bỏ trước này.
không đến phần dưới. Nhẹ phết, tôi cứ nghĩ là nó sẽ kiểu, tôi nghĩ là nó sẽ kiểu gì nhỉ, đau đau cơ, kiểu bóc ra kiểu đau ấy, nhẹ nhàng phết. Sờ lên căng phết, căng căng săn săn, và mình có cảm giác là mặt mình nó được nâng lên, nâng cơ lên. Cái hiệu ứng nó rất là khác so với cái mặt nạ bình thường, là cái mặt nạ bình thường nó sẽ kiểu bóng theo kiểu là nhảy nước ý, và sau khi là rửa cái lớp nước ra thì nó sẽ không còn cái gì nữa, chỉ còn hơi bóng thôi. Còn cái mặt nạ này thì có vẻ là nó bóng như kiểu là từ trong người mình tỏa ra ấy. Và đây là hai miếng mặt nạ trị giá 100k. Bên cạnh đấy là da nó không hề bị bết dính, cũng như là cái mặt mình nó cảm giác rất là thông thoáng, với cả là nó cảm thấy rất là fresh, rất là thư giãn, và xứng đáng cho khoảng 9 điểm là cái sự glowy tự nhiên này. Và vừa rồi là toàn bộ một cái vlog nhẹ nhàng về cả một buổi chiều ngày hôm nay của tôi để đắp cái mặt nạ này của Dermal Matrix. Và tôi thấy là, để nói là nếu mà tôi có mua lại cái mặt nạ này lần nữa không thì tôi cũng không chắc lắm. Tôi nghĩ là tôi sẽ phải thử một cái liệu trình này khoảng tầm 10 miếng để chắc chắn được việc là mình có mua lại hay không. Vì tôi thấy nó rất là đắt, nếu mà mình kiểu mua khoảng tầm 5 tháng, 6 tháng mình mua một lần thì được. Chứ nếu mà tháng nào cũng mua thì tôi nghĩ là tôi cũng không có đủ ngân sách để chi ra kiểu 1,6 triệu cho mỗi tháng. Và hy vọng là các bác đã thích cái video này. Các bác hãy luôn luôn follow và ủng hộ cho kênh của tôi. Và chúng ta sẽ lại gặp nhau trong những video tiếp theo. Bye bye.